Xin kính chào quý vị khách hàng. Chương trình quay số trúng thưởng mùa hè rực lửa du lịch thả cửa do Pico tiến hành tổ chức đã đi được 1/3 chặng đường tìm ra 33 khách hàng may mắn trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan trong mùa hè này. Vâng, ngày hôm nay xin mời khách hàng cùng tôi tìm ra khách hàng thứ 34 trúng thưởng trong phiên quay thưởng ngày 5 tháng 5. Theo như hệ thống Pico thì ngày hôm nay sẽ có 58.373 mã số dự thưởng hợp lệ trong phiên quay thưởng ngày hôm nay. Và quay thưởng xin được bắt đầu. Kính thưa quý vị khách hàng có thể vào trang web muahedruclua.pico.vn để xem danh sách khách hàng đã trúng thưởng trong thời gian qua và tra cứu mã số dự thưởng của mình bằng số điện thoại di động đã đăng ký khi mua sắm tại Pico. Vâng, xin chúc mừng khách hàng có mã số dự thưởng là 914301844148891, khách hàng Phan Trường Tuệ có số hóa đơn là 1844148NT, mua hàng ngày 2 tháng 5 năm 2015, địa chỉ ngõ 3 ngách 46 hẻm 8 nhà 15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng khách hàng Phan Trường Tuệ. Xin hẹn gặp lại khách hàng trong những phiên quay thưởng lần sau.